Xin chào các thầy cô. Hôm nay, hội đồng kỹ thuật giới thiệu với các thầy cô phần phân thế của bài quyền Thegat Panchang Koryo Kumkang Thebet để thầy cô chuẩn bị tốt cho các võ sinh của mình tham gia kỳ thi lên một đẳng, hai đẳng, ba đẳng và bản thân của chúng ta có thể tham dự kỳ thi lên bốn đẳng, năm đẳng, sáu đẳng trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Đối với nội dung phân thế của các bài quyền đai đen từ một đẳng trở lên, mỗi một bài quyền sẽ có 4 đòn, trong khi đó ở các bài đai màu thì mỗi một bài chỉ có 3 đòn. Nội dung này đã được giới thiệu ở lớp đào tạo và bồi dưỡng huấn luyện viên toàn quốc vào cuối năm 2023. Hôm nay, hội đồng kỹ thuật làm video để thầy cô có thể ôn tập rõ hơn để triển khai cho các võ sinh của mình tham dự các kỳ thi thăng đẳng năm 2024 đạt kết quả tốt nhất. Xin chào các thầy cô và hẹn gặp lại các thầy cô ở các video sau.